Chào mừng các bạn đến với Người Chuyên Lửa Bóng Đá Phong Trào, nơi lưu giữ, chia sẻ, kết nối một thể thao vua. Vâng, và bây giờ đó là những tình công tác chuẩn bị. Và xin tất cả những khán giả chúng ta cùng nổ một tràng pháo tay để chào đón Hà Bóng để đến với trận khai mạc của giải này, được quay phát trực tiếp trên kênh Fanpage Bình Viên Anh Hùng. Đặc biệt là các cầu thủ bên phía 1985 đánh đầu. Như vậy không có bàn thắng dành cho 1985, rất nguy hiểm. Xuất phát từ một tình huống biên, bóng có được treo, có một đường quần rất khó chịu. Và cầu thủ vừa tung ra một tiếng đầu đó chính là cái tên Công Toàn. Khá nhịp nhàng, dứt điểm ngay. Như vậy tỷ số là 1-0. Một pha dứt điểm từ xa đến từ cái tên Đức Thọ đã mở điểm cho trận thi đấu hôm nay. Những xuất phát từ những tình huống truyền ngang sai lầm đến từ hàng phòng ngự của 85. Bóng vô tình đến với chân của cái tên Đức Thọ và đội trưởng Quang Gia Tư đã không có một sai lầm nào để kết liễu với thủ thành Hoàng Giang. Nhưng vừa rồi thì Hoàng Giang cũng chưa cho thấy được sự thi đấu cảnh giác của mình. Bóng cũng đi đúng vào vị trí mà Hoàng Giang đã lựa chọn, được kết nối mà thôi. Các anh còn thi đấu được mà tuyệt vời rồi. Khá nguy hiểm, đó là một tiếng đầu đến từ cái tên Kim Điệp. Rất đáng tiếc, Kim Điệp cũng đã còn có phần bị bất ngờ trong tiếng vừa rồi. Vẫn là những tình huống bất động. Duy Thơ rất siêu đến từ Duy Thơ, một tình huống dứt điểm treo góc đến từ cá nhân cầu thủ đeo số 4, khiến cho Hoài Nam đã phải bất lực nhìn bóng đi vào lưới. Không có một cơ hội ngăn cản nào dành cho thủ thành Hoài Nam. 1-0. Với bàn thắng ghi được vừa rồi thì tất nhiên tâm lý sẽ khiến cho 85 có phần thoải mái hơn rất nhiều. Hai cá thư thì đang muốn chơi phủ đầu, khá nguy hiểm. Vẫn là những tình huống xuất xa sở trường đến từ Quang An, nhưng vừa rồi là một tình huống bóng đi thiếu chuẩn xác. Quang An bây giờ thế trận lại thuộc về 85. Không vào. Một tình huống tung bóng rất hay đến từ Kim Điệp. Một pha nếu như thành công làm chúng ta sẽ liên tưởng tới Ibrahimovic. Một pha diễm theo kiểu cầu mây rất tuyệt vời. Xuân Tuấn, bên trong là Kim Điệp. Cơi không vào. Suýt chút nữa thì Kim Điệp đã có một tình huống tung bóng thành công. Một pha ngả bàn đẹp đẹp mắt đến từ cái tên Kim Điệp. Nhưng rất may thì cầu thủ phòng ngự bên phía hai cá khá nguy hiểm. Những sổ đột biến trong cách chơi tấn công đến từ 85 đã có trong cuộc đầu với 2K4. Đây rồi, Kim Điệp khống chế một là không tốt đến từ cái tình Kim Điệp. Vẫn là Điệp sút cay không vào. Pha bóng cũng đã tạo ra sự khó chịu nhất định với một tình huống nửa sút nửa truyền đến từ cái tình Kim Điệp, bắt buộc cầu thủ phòng ngự bên phía đối phương thăm dò nhau. Ngay cả 2K4 họ cũng không quyết định tăng tốc quá sớm. Khá nguy hiểm, như vậy tỷ số là 2-1. Một pha sút xa đẹp bắt đến từ Anh Dương. Thủ thành Quốc Phương đã bị che khuất tầm nhìn. Và khi anh nhận ra trái bóng thì nó đã đi vào khung thành của mình mất rồi. Rất đáng tiếc. Hai tình huống dứt điểm đến từ đội bóng 2K4 có để có bàn đều là những tình huống sút xa. Đánh đầu không được. Những pha bắt bóng cho thấy sự thiếu chắc chắn đến từ thủ thành Quốc Vương. Như vậy theo những gì tôi quan sát trong những phút thi đấu vừa qua thì vị trí mà đội hình của 85 nhất chính là vị trí thủ môn. Đây rồi, Anh Dương sút xa.
cảm bóng đã tìm đến cột dọc, cú sút không vào. Đây là giá trị của thủ thành Quốc Phương. Liên tiếp là những tình huống sóng gió về phía cầu môn của Quốc Phương. Đây là Quang An không được, rất lộn xộn trước cầu môn của Quốc Phương. Sẽ là một tình huống phạt góc dành cho 2K4. Bây giờ thì 2K4 họ đã sử dụng 5 sự thay đổi người rồi, cũng chỉ còn một sự thay đổi người, 2 sự thay đổi người nữa mà thôi. Bóng vẫn là quyền kiểm soát đến từ 2K4. Không vào, Hoa Nô Quốc Phương. Quốc Phương đã có một tình huống đọc bài hay và đúng này, tiếng gọi của trọng tài vang lên, nói còi khép lại cuộc đấu giữa 2K4 và 8-5, chiến thắng chung cuộc. Bình luận chuyên sâu các giải đấu bóng đá phong trào, phân tích soi kèo các trận đấu đỉnh cao mỗi tuần, tổng hợp tin tức chuyển động bóng đá khu vực. Chúng tôi là người chuyên lửa bóng đá phong trào, bình luận viên Nguyễn Anh Hùng.